Chào tất cả mọi người nha. Dạ, hạc bắt đầu mùa hoa mới đây. Bông này đẹp nhưng mà tàn mất rồi. Ai à, sao bông đẹp này mày xé mất rách mất lưỡi rồi. Ừ, to đấy nhỉ. Cỡ 5 ngày nữa là bung nhiều. Hàng bờ rào thôi. Chào bốn bác đang xem nhá. Mít mít. Đủ má hai. Cái này nó mà bay mất cái ấy này thì mắt này đẹp phết này. Nếu bay mất cái mắt đi thành mẹ mẹ hồng thâm. Này đậu trái hết này. Nguyên cái khúc này đậu trái hết. Này.
Cái này em đang làm trái bác nhá. Mai mốt bác nào thích ươm hạt thì tặng cho mỗi người quả. Cái này đậu trái hết. Cái này là đậu thụ phấn hết rồi nhá. Bác nào có thích ươm trái thì đăng ký nhá, em tặng mỗi người quả. Bông nào hay hay. Hả? Chết rồi hả? Chết con đồng bố ấy. Hai con thồn thồn đều chết. Còn lấy con mực lưng mực nữa thôi. Nó yếu rồi. Còn cái con đống mẹ nó ăn cơm lại được rồi. Ừ.